Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 32. Hỡi trời, hãy lắng tai, tôi sẽ nói, và đất, hãy nghe những lời của miệng tôi. Đạo của tôi rải ra như mưa, lời tôi sa xuống khác nào sương móc, tợ mưa tro trên cây cỏ, tỉ như mưa tầm tã trên đồng xanh. Vì tôi sẽ tung hô danh Giê-hô-va. Hãy tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi. Công việc của hòn đá là trọn vẹn, vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội, Ngài là công bình và chánh trực. Chúng đáng mang xấu hổ vì đã phản Ngài, chẳng phải con trai của Ngài nữa. Quả là một dòng dõi gian tà và điên đảo. Hỡi dân khờ dại không trí, các ngươi báo đáp Đức Giê-hô-va như vậy sao? Ngài há chẳng phải là cha ngươi, đấng đã chuộc ngươi chăng? Há chẳng phải Ngài đã dựng nên ngươi và lập ngươi sao? Hãy nhớ lại những ngày xưa, suy xét những năm của các đời trước. Hãy hạch hỏi cha ngươi, người sẽ dạy cho. Cùng các trưởng lão, họ sẽ nói cho. Khi đấng chí cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân, phân rẽ những con cái Adam, thì Ngài định bờ cõi của các dân, cứ theo số dân Israel. Vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài. Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Như phụng hoàng, phấp phới giỡn ổ mình, bay chung quanh con nhỏ mình, xè cánh ra xớt nó và cõng nó trên chéo cánh mình thế nào. Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thế ấy, không có thần nào khác ở cùng người. Ngài đã khiến người cởi trên các nơi cao của xứ. Israel đã ăn hoa quả của đồng ruộng. Ngài khiến người hút mật của hòn đá, dầu của hòn đá cứng hơn hết, và nuốt mỡ sữa bò và sữa chiên. Ngài ban cho người mỡ chiên con, chiên đực sanh tại Ba-san và dê đực, cùng bột lọc nhất hạng của lúa mạch. Người có uống huyết của nho như rượu mạnh. Giê-su-rung đã mập mạp và cất đá. Người trở nên mập lớn và béo tròn. Người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên người và khinh dễ hòn đá của sự chẩn cứu người. Chúng nó trêu ghẹo Ngài phân bì bởi sự cúng thờ những thần khác, chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc. Tế lễ những ma quỷ chẳng phải là Đức Chúa Trời, quỳ lại các thần mà mình chưa hề biết, tức là các thần mới vừa đến ít lâu mà tổ phụ các ngươi không kính sợ. Ngươi không kể đến hòn đá sanh mình và quên Đức Chúa Trời đã tạo mình. Đức Giê-hô-va có thấy điều đó, nên trong cơn thạnh nộ, Ngài đã từ bỏ các con trai và con gái mình. Ngài có phán, ta sẽ giấu mặt ta để xem sự cuối cùng của chúng nó ra sao, vì là một dòng dõi gian tà, là những con cái không có lòng trung tín. Chúng nó dục ta phân bì vì cúng thờ thần chẳng phải là Đức Chúa Trời, lấy sự hư không mà chọc giận ta. Ta cũng vậy, lấy một dân tộc hèn mà trêu sự phân bì của chúng nó, lấy một nước ngu dại mà chọc giận chúng nó. Vì có lửa nổi phừng trong cơn giận ta, cháy cho đến đáy sâu âm phủ, thiêu nuốt đất và thổ sản, cùng cháy đốt nền các núi. Ta sẽ chất những tai vạ trên mình chúng nó, bắn chúng nó hết các tên ta. Chúng nó sẽ bị đói hao mòn, bị rét tiêu đi, và một thứ dịch hạch độc dữ ăn nuốt. Ta sẽ khiến răng thú rừng và nọc độc của loài bò dưới bụi đến hại chúng nó. Ngoài thì gươm dao, trong thì kinh khủng, sẽ làm cho trai trẻ, gái đồng trinh và con đang bú luôn với người già bạc đều bị diệt vong. Ta nói rằng,
ta sẽ lấy hơi thở ta quét sạch chúng nó đi, diệt kỷ niệm chúng nó khỏi loài người. Song sợ thù nghịch nhiếc nhắc, kẻ cừu địch chúng nó lầm hiểu, la rằng: tay chúng tôi đã tỏ sức cao cường, chứ chẳng phải Đức Giê-hô-va có làm mọi điều ấy đâu, vì là một dân mất trí, trong lòng không có thông minh. Chớ chi họ khôn ngoan và hiểu được, ước gì nghĩ đến sự cuối cùng vẫn đợi họ. Nhược bằng hòn đá không có bán chúng nó, và Giê-hô-va không giao nộp chúng nó, thì làm sao một người rượt nổi ngàn người, và hai người đuổi 10.000 người trốn đi? Vì hòn đá chúng nó chẳng phải như hòn đá chúng ta, thù nghịch chúng ta cũng xét đoán như vậy. Cây nho chúng nó vốn là chồi của Sodom và do đất của Gomorrơ. Trái nho chúng nó vốn là độc và chùm nho vốn là đắng. Rượu nho chúng nó là nọc độc con rắn, một thứ nọc độc rất dữ của rắn hổ. Những việc như thế làm sao ta quên được? Ta đã niêm phong nó vào trong kho ta. Khi chân chúng nó siêu tó, sự báo thù sẽ thuộc về ta, phần đối trả sẽ quy về ta, vì ngày bại hoại của chúng nó hầu gần, và những tai họa buộc phải xảy ra cho chúng nó đến mau. Phải, khi Đức Giê-hô-va thấy sức lực của dân mình hao mòn và không còn lại tôi mọi hay là tự chủ cho chúng nó, thì Ngài sẽ đoán xét công bình cho chúng nó và thương xót tôi tớ Ngài. Ngài sẽ phán: các thần chúng nó, những hòn đá chúng nó nhờ cậy, các thần hưởng mỡ của hy sinh và uống rượu của lễ quán chúng nó đều ở đâu? Các thần ấy hãy đứng dậy giúp đỡ và che phủ cho các người. Bây giờ, hãy xem ta là Đức Chúa Trời. Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, làm cho bị thương và chữa cho lành. Chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được. Vì ta giơ tay chỉ trời mà thề rằng: ta quả thật hằng sống đời đời. Khi ta mài lưỡi sáng của gươm ta và tay ta cầm sự đoán xét, thì ta sẽ báo thù kẻ cừu địch ta, cùng đối trả những kẻ nào ghét ta. Ta sẽ làm cho các mũi tên ta say huyết, lưỡi gươm ta ăn thịt, tức là huyết của kẻ bị giết và của phu tù, thịt của đầu các tướng thù nghịch. Hỡi các nước, hãy vui mừng với dân Ngài, vì Đức Chúa Trời sẽ báo thù huyết của tôi tớ Ngài, trả thù kẻ cừu địch Ngài và tha tội cho xứ và cho dân của Ngài. Vậy Môi-se cùng Giô-suê con trai của Nun đến đọc hết các lời bài ca này cho dân sự nghe. Khi Môi-se đã đọc xong các lời này tại trước mặt cả Israel, thì người nói cùng chúng rằng: hãy để lòng chăm chỉ về hết thảy lời ta đã nài khuyên các ngươi ngày nay mà truyền cho con cháu mình, để chúng nó cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này. Vì chẳng phải một lời nói vô giá cho các ngươi đâu, nhưng nó là sự sống của các ngươi. Nhờ lời nói này, các ngươi sẽ ở lâu ngày trên đất mà các ngươi sẽ đi nhận lấy khi qua sông Giô-đan. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy đi lên núi Abarim trên đỉnh Nebo ở trong xứ Mô-áp đối ngang Jericho, rồi nhìn xứ Canaan mà ta ban cho dân Israel làm sản nghiệp. Vả, ngươi sẽ chết trên núi mà ngươi lên đó, và sẽ được tiếp về cùng dân ngươi, y như A-rôn anh ngươi đã chết trên núi Hô-rơ và đã được tiếp về cùng dân của người. Bởi vì tại giữa dân Israel, các ngươi đã phạm tội cùng ta nơi nước Meriba tại Ca-đe trong đồng vắng Sin, và vì các ngươi không tôn ta thánh giữa dân Israel. Quả thật, ngươi sẽ thấy xứ ở trước mặt mình, nhưng không được vào trong xứ ấy mà ta ban cho dân Israel. Chương 33. Vả, này là lời chúc phước mà Môi-se người của Đức Chúa Trời chúc cho dân Israel trước khi qua đời. Người bèn nói: Đức Giê-hô-va đã đến từ Sinai, Ngài từ Se-ir dấy lên trên dân chúng, chiếu sáng từ núi Pha-ran, đến từ giữa muôn vàng đấng thánh. Từ tay hữu, Ngài phát ra cho họ lửa của luật pháp Ngài. Ngài thương yêu dân sự. Các thánh của Ngài đều ở trong tay Ngài, quỳ xuống chân Ngài, đặng lãnh những lời của Ngài. Môi-se đã ban một luật pháp cho chúng tôi, là cơ nghiệp của hội chúng Gia-cốp. Khi các quan trưởng của dân sự hội hiệp với những chi phái Israel, thì Ngài trở nên vua của Giê-su-run.
nguyện Ruben sống chớ thác, dẫu số người của nó sẽ ít đông. Người chúc cho Giuđa rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, cầu xin Ngài nghe tiếng của Giuđa và đưa người về dân mình. Nguyện tay người binh vực chúng. Xin Chúa đến giúp người đương địch cùng kẻ thù nghịch mình. Người cũng chúc cho Lê-vi rằng: Thu-mim và U-rim của ngươi vốn thuộc về người tin kính của ngươi mà ngươi thử thách tại Ma-sa, tranh giành với ta tại nước Meriba. Lê-vi nói về cha mẹ mình rằng: Tôi không hề thấy cha mẹ. Ngươi không nhận anh em mình, chẳng biết đến con cái mình, vì ngươi gìn giữ lời Chúa, canh chừng sự giao ước của Chúa. Họ lấy mạng lệnh của Chúa dạy cho Gia-cốp và luật pháp Chúa cho Israel. Họ để hương dưới mũi Ngài, đặt của lễ thiêu trên bàn thờ Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin ban phước cho của cải người và nhậm công việc của tay người làm. Xin bẻ nát hông của kẻ giấy nghịch và ghen ghét người, để chúng nó không thể giấy lên nữa. Người chúc về Benjamin rằng: Người mà Đức Giê-hô-va yêu mến sẽ được ở yên gần bên Ngài. Hằng ngày Đức Giê-hô-va sẽ che chở người, lập nơi ở Ngài giữa hai vai người. Người chúc về Joseph rằng: Xứ người được Đức Giê-hô-va ban phước. Từ trời Ngài giáng xuống cho người ân tứ rất báu là sương móc. Những suối của vực thẳm có nước sâu, những hoa lợi quý nhất của mặt trời, hoa quả cực báu của mặt trăng, những vật nhất hạng của núi xưa, các báu lạ của mấy gò đống đời đời, bữa bối của đất và sự sung mãn nó. Nguyện ơn của đấng hiện ra trong bụi gai giáng xuống trên đầu Joseph và trên trán của chúa anh em người. Oai nghiêm người giống như con bò đực đầu lòng, hai sừng người vốn sừng của trâu, người lấy sừng ấy bán mọi dân cho đến cuối cùng của đất. Đó là hằng muôn của Ephraim, ấy là hằng ngàn của Manasse. Người chúc về Sa-bu-lôn rằng: Hỡi Sa-bu-lôn, khá vui mừng về cuộc mình đi ra ngoài. Còn ngươi Isaka, hãy hớn hở trong các trại mình. Hai người sẽ gọi các dân tộc lên núi, tại đó dâng những của tế lễ công bình, vì hai người sẽ huốt sự dư dật của biển và những bửu vật lấp dưới cát. Người chúc về Gác rằng: Đáng ngợi khen thay đấng để Gác nơi khoảng khoát. Người nằm nghỉ như một sư tử cái và xé cánh tay cùng đầu. Người đã chọn cho mình phần đầu nhất của xứ, bởi vì tại đó đã dành phần của đấng lập luật pháp, và người ở đằng đầu dân sự đi đến. Người đồng lòng với Israel làm xong công bình của Đức Giê-hô-va và làm theo những mạng lệnh của Ngài. Người chúc về Đan rằng: Đan là một sư tử tơ từ Ba-san nhảy sông đến. Người chúc về Nephtali rằng: Nephtali hưởng ân huệ cho thỏa nguyện và phước lành của Đức Giê-hô-va cho đầy dẫy, chiếm được phương Tây và phương Nam. Người chúc về A-xe rằng: Nguyện cho A-xe được phước giữa các con trai Israel, được đẹp lòng anh em mình và được dầm chân mình trong dầu. Những then cửa người sẽ bằng sắt và đồng. Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu. Ồ Giê-xu-ruông, không ai giống như Đức Chúa Trời là đấng oai nghi cởi trên các tầng trời, trên những đám mây đặng đến cứu giúp ngươi. Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài. Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi và phán cùng ngươi rằng: Hãy diệt đi. Israel sẽ ở bình an, suối Gia-cốp phun lên riêng ra trong một xứ ngũ cốc và rượu. Trời của ngươi nhỏ sương móc xuống. Ồ Israel, ngươi có phước dường bao. Hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi, ai giống như ngươi? Ngài là cái thuẫn giúp đỡ ngươi, thanh gươm khiến cho ngươi nên vinh hiển. Kẻ thù nghịch ngươi sẽ đến vua nịnh ngươi, còn ngươi, ngươi sẽ lấy chân giày đạp các nơi cao của chúng nó. Chương 3. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạc Đe rằng: Này là lời phán của đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ta biết công việc ngươi. Ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy,
Hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nhưng ở Sạc Đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống, và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng: này là lời phán của Đấng Thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi. Này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Juda mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên ngươi. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodicea rằng: này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi. Ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Và ngươi nói: ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chương 4. Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng: hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não. Có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm, và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi. Đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có bốn con sanh vật, đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng có mắt. Con sanh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực,
con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. Bốn con sinh vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sấp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Chương 5. Rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng bảy cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề. Bây giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Judah, tức là chồi của vua David, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sanh vật, cùng chính giữa các trưởng lão, có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có bảy sừng và bảy mắt, là bảy vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới, lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, bốn con sanh vật và 24 trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt chiên con. Mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Đoạn tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sanh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng: chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sanh vật đều nói: Amen. Và các trưởng lão sấp mình xuống mà thờ lại. Thi Thiên 50. Đấng quyền năng là Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va đã phán và gọi thiên hạ, từ hướng mặt trời mọc cho đến hướng mặt trời lặn, từ Si-ôn tốt đẹp toàn vẹn, Đức Chúa Trời đã sáng chói ra. Đức Chúa Trời chúng tôi đến không nín lặng đâu. Trước mặt Ngài có đám lửa cháy thiêu, chung quanh Ngài một trận bão dữ dội. Ngài kêu các tầng trời trên cao và đất ở dưới đặng đoán xét dân sự Ngài. Hãy nhóm lại cùng ta, các người thánh ta, là những người đã dùng của tế lễ lập giao ước cùng ta. Các tầng trời sẽ rao truyền sự công bình Ngài, vì chính Đức Chúa Trời là quan xét. Hỡi dân ta, hãy nghe, ta sẽ nói. Hỡi Israel, hãy nghe, ta sẽ làm chứng nghịch ngươi. Ta là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ chẳng trách ngươi vì cớ cắt của tế lễ ngươi, cũng chẳng quở ngươi tại vì những của lễ thiêu hằng ở trước mặt ta. Ta sẽ không bắt bò đực nơi nhà ngươi, cũng chẳng lấy dê đực trong bầy ngươi. Vì hết thảy thú rừng đều thuộc về ta, các bầy súc vật tại trên ngàn núi cũng vậy. Ta biết hết các chim của núi, mọi vật hay động trong đồng ruộng thuộc về ta.
Nếu ta đói, ta chẳng nói cho ngươi hay, vì thế gian và muôn vật ở trong đều thuộc về ta. Ta há ăn thịt bò đực hay là uống huyết dê đực sao? Hãy dâng sự cảm tạ, làm của lễ cho Đức Chúa Trời và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao. Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng kẻ ác rằng: Nhân sao ngươi thuật lại các luật lệ ta, vì cớ gì miệng ngươi nói về sự giao ước ta? Thật, ngươi ghét sự sửa dạy, bỏ sau lưng ngươi các lời phán ta. Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm, bèn ưng lòng hiệp với họ. Ngươi đã chia phần cùng kẻ ngoại tình. Ngươi thả miệng mình nói xấu, buông lưỡi mình thêu dệt sự dối gạt. Ngươi ngồi nói chuyện hành anh em ngươi, dèm chê con trai của mẹ ngươi. Đó là điều ngươi đã làm, còn ta nín lặng. Ngươi tưởng rằng ta thật y như ngươi, nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, trương các điều đó ra trước mặt ngươi. Vậy, hỡi các người quên Đức Chúa Trời, khá suy xét điều đó, kẻo ta xé nát ngươi, không ai giải cứu chăng? Kẻ nào dâng sự cảm tạ, làm của lễ tôn vinh ta, còn người nào đi theo đường ngay thẳng, ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.